Đã bao giờ anh kiếm được 1 tỷ chưa anh? Ngấp nghé rồi. Ngấp là vị khách thứ 50 trong suốt cái cuộc ăn trưa của chúng tôi rồi. Làm được cái gì mình thích, tự do, không phụ thuộc ai, tốt. Chỗ nào vui thì mình đến, chỗ nào cần thì mình làm. Mình trà đá và mình gặp một ông anh làm về ngành tài chính cực kỳ thành công luôn. Anh đang là làm nghề gì ạ? Bốc bắt họ. Anh bốc cho những ai ạ? Khó thế. Một dễ dễ. Ok, anh đang làm gì ạ? Anh đang gọi là giấu nghề dã man anh nhá. Pikachu. Đang chăm sóc khách mà đây là vị khách thứ 50 trong suốt cái cuộc ăn trưa của chúng tôi rồi. Khách anh một ngày đông không? Khách anh đông lắm. Nhắn tin nhắn tuổi liên tục. Là cuối năm đúng không ạ? Cho sẽ bốc nhiều hơn đúng không ạ? Bốc nhiều hơn. Thu nhập trung bình của anh một tháng bao nhiêu ạ? Khó thế. Em biết là anh có vài công việc chính. Vài công việc chính luôn chứ không phải là một. Hai công việc đầu tiên. Công cứng là bao nhiêu ạ? Gọi 10 triệu đi. Việc kinh doanh ngoài nữa. Gọi 10 triệu đi. Lái taxi 10 triệu nữa. Cổ phiếu nữa, chơi coin nữa. Gọi 10 triệu đi. Bỉm sữa thì vợ trả cho 10 triệu đi. Ví dụ là bình thường anh làm taxi nhá. Thì anh cho con ở đằng sau thay bỉm sữa con luôn là mình được hai lương một lúc đấy luôn à? Cái đấy anh chưa nghĩ ra. Anh dịch vụ của anh là khách hàng là thực tế. Thì anh chỉ làm trong cái lúc mà con cái nó đi học thôi. Đã bao giờ anh kiếm được 1 tỷ chưa anh? Mơ của anh mấy năm trước, bây giờ anh đang ngấp nghé rồi. Ngấp nghé rồi. Kiểu anh là đếm khoảng năm bao nhiêu thì anh sẽ đạt được con số 1 tỷ? Đoán là cuối năm nay. Cuối năm nay luôn. Quá tuyệt vời luôn. Khi mà kiếm được 1 tỷ thì anh sẽ chi tiêu cho vấn đề gì? Gia đình hay là bản thân? Xây nhà, mua đất, mua thêm xe, mua em Bitcoin hay đầu tư? Thời buổi này bây giờ nó lại kinh tế đang ngấp nghé suy thoái. Anh cứ ôm chặt thôi. Ôm chặt rồi anh cứ ngân hàng thôi. Thế anh em thấy như thế có được không? Quá tuyệt vời luôn ạ. Tại vì em đã có 1 tỷ đâu mà em biết. Một ngày anh dành bao nhiêu thời gian để anh theo dõi thị trường? Tầm 1 tiếng và trích 1 lần. Hồi đầu anh vào nhiều quá, bây giờ anh ít rồi. Anh làm nhiều công việc như thế có nhiều thời gian dành cho gia đình không anh? Về nhà là dành cho gia đình hết. Em còn biết là anh đánh bóng bàn xong rồi đánh bóng chuyền hơi rất là hay luôn. Có thời gian để chơi thể thao thế không ạ? Dạ là anh chẳng có thời gian để chơi một cái môn thể thao nữa. Tháng may ra được 2 lần. Mỗi cái 2 lần đấy anh cầm về 2 huy chương vàng bóng bàn. Chào chào vớ vẩn thôi. Vậy là cuộc sống của anh thú vị, nhiều công việc đa dạng đấy. Làm được gì mình thích, căn bản là như thế. Tự do, không phụ thuộc ai, tốt. Chỗ nào vui thì mình đến, chỗ nào cần thì mình làm. Thế nên là anh em đang cần anh phỏng vấn này, anh phải thích, làm cho em đúng không? Công việc như thế. Tuyệt vời. Tù lân thấp được. Sau này chúng tôi sẽ kết thúc cái buổi phỏng vấn này tại vì anh ấy ngại chúc, lên hình. Không chúc gì ạ? À? Em có chúc, em đang chuẩn bị chúc rồi anh hỏi. Mặc dù mình hay quát người được phỏng vấn một tí nhưng mà các anh vẫn rất là yêu quý mình. Em chúc anh trong vòng cuối tuần này sau khi mà on clip này là anh đạt được cái mục tiêu 1 tỷ. Có cái gì hay thì chia sẻ cho bọn em làm với. Cảm ơn anh, lên sóng.